Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Như đã thông báo trong video ngày hôm qua thì hôm nay mình lên trung tâm quận 1 để phụ giúp em Nga lên đây bán ngày đầu tiên các bạn ạ. Hôm nay em Nga đã chuyển lên đây bán rồi, bây giờ là gần 2 giờ chiều thì Nga và mẹ chồng và chồng thì vừa mới đưa đồ lên đây, cả tím các thứ, thì bây giờ mọi người đang chuẩn bị bán, thì hôm nay mọi người sẽ xem là em Nga bán như thế nào nha. Thì nếu như từ hôm nay mọi người nếu như muốn ủng hộ em Nga thì có thể tới số 26 đường Nguyễn Thị Nghĩa, ngay phía trước nhà hàng hải sản đặc sản Vợ Lớt. Đấy. Giờ mình sẽ đi lại xem là Nga chuẩn bị như thế nào nha các bạn. Thì mình chia sẻ một chút là hiện tại là Nga chỉ ngồi tạm ở đây. Theo như anh Đông chủ nhà hàng chia sẻ thì do Nga mới tới ngày đầu tiên, sợ mọi người chưa biết nên là ngồi tạm đây. Để cho vài ngày khi mà mọi người quen là Nga bán ở đây rồi thì sẽ ngồi xịch vào ngay phía trước này. Hoặc là bất kỳ lúc nào, mưa gió hay là mệt mỏi gì thì Nga đều có thể vào đây nghỉ ngơi thoải mái. Thì anh Đông cũng có chia sẻ là Nga có thể ngồi bất kỳ khu vực nào ngay phía trước này. Nhưng mà riêng trong một vài ngày đầu thôi thì ngồi xịch xịch trên đây một xíu để cho mọi người biết là Nga bán đây. Giờ mọi người đang chuẩn bị đây. Đấy, hai vợ chồng đấy. Đây là mẹ chồng này. Đấy là xem hai vợ chồng đang chuẩn bị như thế nào nhé. Hôm nay đi lên đây có vất vả không Hùng? Thế bảo lạc đường hả? Em quẹo lạc đường, em nhớ đường thôi. Ủa ra sao nhớ ngõ ba này quẹo mà. Thì đúng rồi, em nhớ gần ngàn vậy mà đi đúng. Đi lên có xa không? Xa. Xa hả? Dạ. Tầm bao nhiêu phút? Hơn nửa tiếng em đâu. Hơn nửa tiếng hả? Dạ. Nếu mà so với đi cái chỗ cũ với đi lên trên này thì em thích cái tuyến đường nào hơn? Tuyến đường nào cũng đi được hết á, em tuyến nào đi cũng được. Rồi. Thì hy vọng là hôm nay hai vợ chồng lên đây bán sẽ gặp nhiều may mắn. Thì bây giờ mình và tất cả các bạn sẽ xem vợ chồng chuẩn bị nha. Giờ đang nhóm than cái khói nó cay mắt lắm các bạn ạ. Hôm nay chuẩn bị bao nhiêu ký vậy Nga? Dạ. Cái này chắc mẹ chuẩn bị hả? Nhiều. Cũng nhiều ha. Đêm qua có ngủ được không? Dạ. Có lo lắng không? Dạ. Lo không sao mà mọi người ủng hộ mà, nên là cứ vững tâm mà làm việc thôi. Đấy. Đang chuẩn bị than các bạn ạ. Đây bạn Diễm đang đứng kia. Hùng thì như mọi lần vẫn chuẩn bị mỡ hành. Có thể là hôm nay Hùng sẽ bán ở đây một lúc rồi lại về chăm con. Tại bình thường thì có thể gửi bà nhưng mà hôm nay bà cũng lên rồi. Hôm nay có dùng cái nồi chị Diễm tặng chưa? Dạ, cái nồi đó hơi nhỏ. Hơi nhỏ hả? Cái nồi này. Rồi, bạn Diễm chắc là hơi buồn đấy. Dạ. Chắc là bạn Diễm phải tặng Nga cái nồi khác. Dạ, hơi. Hôm nay là vẫn phải mượn nồi của mẹ đúng không? Dạ. Em có dùng khăn. À, có dùng khăn của chị Diễm tặng. À, lúc mà mới nhóm lửa thì nó hơi khói một xíu các bạn ạ. Khi mà nó cháy cái than rồi thì sẽ không có khói đâu. Hôm nay là vẫn phải mượn nồi đấy. Nồi bạn Diễm mua hơi nhỏ. Nồi hơi nhỏ. Đây. Cà tím này các bạn này. Hôm nay mình thấy chuẩn bị cà tím cũng rất là ngon. Này là vừa đúng 2 giờ là bán được á cô nhỉ. Giờ mới gần 2 giờ các bạn ạ. Cà ngon lắm. Đấy. Uống cà rất là tươi. Trái cà chắc nịch. Bây giờ mình đợi cho Hùng, Nga và mẹ chồng chuẩn bị xong xuôi đi thì mình sẽ tiếp tục trò chuyện cũng như là trao cái phần quà của cô chú anh chị Việt Kiều gửi tặng trong cái ngày khai trương này của Nga nha các bạn. Vợ với mẹ thì đang chuẩn bị bên kia nhưng mà Hùng xong việc và đang lại xem tôm hùm. Tính làm con đó Hùng. Ở đặc sản Vợ Lớt thì rất là nhiều tôm hùm các bạn, tươi sống. Như cái loại này là hình như là 150.000 một con này các bạn này. Đấy. Hôm nay tôm hùm 150.000 một con có không anh? Bữa nay là 601, còn 50.000 có. Có là ở trong kia đúng không? Ở coi tâm bình chưa ra đây. À rồi, rồi. Vậy là cái này là 601. Đúng rồi, cũng ngang 150.000. Cũng là bằng cái size 150 luôn. Đấy. Chính xác là 150.000 một con nha các bạn. Cái bể chính thì trong kia nhưng mà anh để ở đây một xíu thôi. Đi mua cà tím xong mua đem con tôm hùm về làm tôm hùm cà tím. Bạn Diễm đang đề xuất là mua cà tím xong mua một con tôm hùm về ăn tôm hùm cà tím. Diễm và anh Dũng vừa mới đề xuất của anh Đông là nên thêm món cà tím vào trong menu của nhà hàng, thì mình mua giá gốc ở đây xong rồi anh Đông sẽ đem lên bằng
để thêm đúng không? Thì ở đây Duyên Nga bán là 20 ngàn một bịch, thì anh Đông có thể lên kia đầu bếp trong kia thêm một ít thịt bằm mà lên bao nhiêu đó là tùy cái giá của anh Đông bán. Đấy. Đây mình ra coi những trái cà tím đầu tiên, rất là mừng các bạn ơi. Hôm nay là ngày đầu tiên Nga bán ở đây, một chỗ mới. Thì cũng khá là may mắn khi ở đây nó có cái gốc cây này ngồi cũng có một cái chỗ dựa cho em. Đây. Vui không Nga? Để em dọn dẹp rồi chuẩn bị xong xuôi đi. Rồi chị Diễm sẽ tặng cái phần quà của cô chú Việt Kiều dành cho em trong cái ngày khai trương ngày hôm nay. Đây, cà tím này. Chị đặt 5 bịch đầu tiên, chị mở hàng cho em. Dạ, cảm ơn. Bạn Diễm nói là đặt 5 bịch khai trương cho bạn Nga trong ngày hôm nay, ngày đầu tiên bán ở cái địa chỉ mới. Thì nãy mình có nói là đề xuất là anh Đông đưa cái menu, cái món cà tím vào menu của nhà hàng. Thì để anh Đông tính lại cũng rất là dễ đấy các bạn ơi. Các bạn vào đây ăn tôm hùm thì cứ gọi cà tím lên, sẽ có chén dĩa rất sạch sẽ, đầy đủ của nhà hàng luôn. Anh Đông thì Nga ngồi đây bán hoàn toàn miễn phí. Thì như lúc đầu mình có nói á, thì hiện tại là mới cái ngày đầu tiên lên, nên là muốn Nga ngồi đây để mọi người dễ biết hơn. Tuy nhiên là khi mà có nắng mưa là một, thứ hai là khi mà đã quen rồi thì Nga sẽ ngồi trong kia kìa, chỗ hai cái anh đang đứng đó chứ không phải là ngồi đây đâu các bạn ơi. Nên là chỗ này chỉ là ngồi tạm một xíu thôi nha các bạn, tại vì hôm nay mới ngày đầu tiên mà, nếu mà lui vào trong thì có thể là sẽ không có nhiều người biết. Cái thứ hai nữa là khi mà mọi người đi ngoài đường này này thì tấp vào xe máy á, mua nó dễ hơn là phải phi lên vỉa hè. Thì hôm nay mình ngồi tạm như thế này. Cà gần chín rồi, những trái cà đầu tiên các bạn ạ, khởi đầu cho một cái chương mới trong cái việc mưu sinh của gia đình Nga, bớt vất vả hơn các bạn ơi. Cái việc đầu tiên các bạn có thể thấy là ngồi đây không có nắng, còn mưa thì xịt vào trong kia. Đấy, mình lại mình trò chuyện với Hùng một xíu. Hôm qua tối về hai vợ chồng ngủ thì có mất ngủ, có lo lắng gì không? Không hả? Ngủ rất ngon hả? Chắc là mất ngủ mấy ngày trước đúng không? Thật ra thì người lo nhiều hơn là Nga là không đủ mà. Em thì nhiệm vụ với chở đi thôi. Nên là bớt, không có lo mấy bằng vợ. Đấy. Bạn Diễm thì đang chuẩn bị quà trong này rồi. Một ba lô hôm nay nè. Một ba lô là. Có hơi hợp không? Thôi bây giờ mình tiếp tục chờ một xíu nữa để cho mọi người chuẩn bị xong xuôi đi rồi mình quay tiếp nha các bạn. Hôm nay cái clip này thì nó sẽ hơi dài và hơi gián đoạn từng đoạn một xíu, các bạn thông cảm nha. Nãy giờ thì Nga cũng đã chuẩn bị xong được 5-6 bịch cà rồi. Thì đã có khách vào mua các bạn. Thì mọi chuyện cũng đã ổn định. Bây giờ mình và bạn Diễm sẽ bắt đầu cái công việc trao cái phần quà. Trước tiên là mình thấy là cái ngân hàng Sacombank này rất nhiều anh chị ở đây, mình nghĩ là có thể là ủng hộ một cái đối tượng khách nãy hàng ra mua rồi đấy, ngân hàng cái này các bạn này ra mua rồi. Đang dặn Nga hả cô? Đấy, mỡ hành nhìn rất là ngon nha các bạn. Tối hôm qua thì có một anh là nhắn tin cho Diễm khá là trễ, chẳng là anh biết hôm nay anh coi được clip của mình ấy, thì anh mới nói là gửi đồ inox cho Nga để mà Nga hôm nay ngày đầu tiên ra bán, chẳng nói gửi rồi sáng thì Nga cũng có nói với mình là được ảnh tặng, ảnh ship từ đâu trên trung gần trung tâm mình hoàn chị về quận 9 cho Nga. Tức là có người tặng đồ inox cho em đựng bán cà rồi đúng không? Dạ. Tặng từ lúc sáng nay hả? Cho nên cái nồi của chị thì em nấu canh đi. Đấy, mọi người rất là quan tâm tới Nga đó nên là cứ yên tâm mà bán thôi. Thì hôm nay ngày đầu có thể là nãy giờ mình thấy là có 3-4 người mua rồi. Thì có thể là ngày mai trở đi thì nó sẽ đông hơn một xíu. Thì bây giờ là như lúc đầu anh có nói á, thì hôm nay ngoài tới đây để phụ giúp em có cái tinh thần nó tốt hơn trong ngày đầu tiên bán. Thứ hai nữa là có một cái phần quà giống như là ngày khai trương cho em may mắn hơn của các cô chú anh chị từ nước ngoài gửi về. Thì bây giờ mình sẽ trao cho Nga. Trước tiên là mình sẽ đọc cái danh sách, cái danh sách mà mọi người gửi cho Nga. Vẫn còn một vài người nữa mà đang về, thì bây giờ mình chỉ nhận được bao nhiêu thì mình tặng bấy nhiêu thôi ha. Chắc là còn là khoảng 2 người gửi nữa. Thì ở đây có tổng cộng là 8 người ủng hộ cho Nga nha các anh chị. Thì mình có ghi rõ ràng ở đây. Đầu tiên là anh Trung Hoàng gửi 200 đô, anh chị ở Pháp gửi 50 euro,
anh Ron Nguyễn. Anh Bon Nguyễn. Anh Bon Nguyễn. Là 200. Chị Kelly Trương. Kelly Trương 200 đô. Anh Chí Lưu 50 đô. Chú Lân ở Úc gửi 100 đô Úc. Anh Luân Nguyễn là gửi 100 đô. Anh Tuấn Nguyễn là 100 đô. Anh Tuấn Nguyễn. Anh này là gửi cho mình 200 đô nhưng mà tiếc là anh không có ghi cho mình nội dung á, là gửi cho ai hết. Nhưng mà mọi người biết là Diễm nhận tiền hiện tại ủng hộ rất là nhiều của Nga rồi của bà bán chuối nữa, cho nên là Diễm không có Diễm không có biết là anh gửi cho ai, nên là mình xin phép anh là cho mình gửi 100 ngàn cho Nga, 100 ngàn cho bà cụ bán chuối. 100 đô. 100 đô. 100 đô. Anh Huy Lê là mình vừa mới nhận. Anh Huy Lê là mình vừa mới nhận trước khi tới đây là 200 đô. Thì ngoài ra còn hai người nữa gửi nhưng mà mình chưa lấy được. Nãy có ra ngân hàng nhưng mà sai cái tiểu bang, không có tiểu bang nên không nhận được. Thì tổng cộng mình đổi ra là 20.419.000 là bao nhiêu đô thì chưa thấy bạn Diễm ghi vào. Nhưng mà cái tờ giấy này thì mình sẽ trao cho Nga luôn mà. Nhưng mà cái tờ giấy này các bạn nhìn là có thể rõ được là tổng số tiền đô, thì mình đổi ra tiền Việt là 20.419.000. Đấy, có khách vào mua đúng không Nga? Mọi người cũng có khách rồi đó. Mọi người thông cảm là Diễm vừa đổi tiền ở ngân hàng này, rồi các anh chị tự đổi đi trao tiền Việt, rồi Diễm đang rất là phức tạp. Nó rất là phức tạp và tiền đôi khi nó sẽ hao hụt ra vài chục ngàn. Thì nói chung là mình đang tổng hợp lại như đây là 20.419.000. Thì tối về là mình cũng trao cả cái tờ giấy để mà cho Nga nắm, cũng như là các cô chú anh chị mà tin mình để gửi đến các trường hợp ấy, thì cũng kiểm soát được. Hiện tại là đang có rất nhiều YouTuber khác ở đây nên là mình cũng chưa tập trung nói chuyện với Nga được. Mà nãy giờ bị mất tập trung thì hiện tại thì mình đang để hùng phụ đi. Nga cho chị cái chuyện xíu ha. Nga đây là cái danh sách này thì là Nga chắc là chị trao lại cho Nga. Nga đếm tiền. Nga cứ đếm cho mọi người xem đi. 2.419.000. Cái này là em phải đếm để cho mọi người biết. Cái 19.000 em để riêng đi. 19.000 này bạn Diễm cầm riêng đây này. Em đếm đi. Em đếm được đúng không? Đếm hơi rành luôn. Đấy. Có hồi hộp không, thấy thở dốc. Thấy tha Nga thở rất là mạnh các bạn ạ. Không biết là có hồi hộp lắm không đây. Là tổng cộng là đủ chưa? Đủ rồi đúng không? Thì hôm nay nhận cái phần quà động viên trong ngày khai trương thì Nga có lời nào chia sẻ với cô chú thì cứ chia sẻ. Cảm ơn cô chú ạ. Diễm như cũng mấy anh YouTuber rồi biết anh em rồi ủng hộ cho em với gửi cho em tiền để trang trải. Rồi, số tiền em có dự định làm cái gì không? Dạ, thì em trích ra để đi lấy thêm cà với về đóng tiền nhà rồi với chở chồng cho con đi học với chở chồng. Đấy, để Nga thối tiền thì mình trò chuyện tiếp nha các bạn. Có khách mua rồi đấy. Nga lúc nào cũng rất là dễ thương, hiền lành, thật thà các bạn ạ. Lời nói thì ít nhưng mà cái tình cảm thì nhiều, đúng không? Thì hôm nay chắc là ngày đầu tiên em lên đây, nhiều người cũng rất là quan tâm tới cái cảm xúc, cái suy nghĩ của em. Thì nãy giờ bán cũng được gần một tiếng rồi. Thì em có suy nghĩ ban đầu như thế nào thì có thể chia sẻ cho cô chú biết. Có lo lắng hay là có suy nghĩ gì thì cứ chia sẻ. Đến đây thì vui lắm. Xong rồi hồi hộp à. Nãy giờ thấy em thở như là anh đã biết được là em hồi hộp rồi, rất hồi hộp đúng không? Bình tĩnh, cứ yên tâm buôn bán, hôm nay là ngày đầu tiên. Thì cứ yên tâm và tập trung vào cái công việc của em. Thì mọi người sẽ luôn sau lưng để hỗ trợ. Đặc biệt là ở đây anh Đông, anh đã rất là tận tình rồi. Không phải là người xa lạ nên là em đừng có quá lo về cái chuyện là em lên cái chỗ mới, em cô đơn, em lạc lắm. Thì mọi người vẫn luôn động viên và ở bên cạnh em. Nhất là có mọi người ở đây nữa, hôm nay còn có cả mẹ nữa. Nên là cố gắng nha. Thôi bây giờ để cho em tập trung buôn bán. Đấy. Cất cho kỹ đi. Cô chú trao thì cô chú cũng có nói là Nga phải luôn lạc quan. Rồi thứ hai nữa là tiền cô chú gửi, cô chú nhiều người thì giấu tên nhưng mà chị nhiều quá chị không kiểm soát biết là ai giấu không, nhưng mà quan trọng hết mọi người vẫn là cái sự quan tâm cho em. Còn mong muốn là tiền này em phải cất kỹ. Một mình kìa. Đấy, có khách vào rồi bắt đầu mua đông đông rồi đấy. Dạ. Mình mua 5 bịch mà chưa kịp giao. Cất tiền đi, đưa cho chồng, đưa chồng. Ông cầm tiền cho vợ nhá. Đây có khách mua này. Rất là đông YouTuber đây. Đưa chồng đi. 20.419.000. Thì có cái mình vừa nhận thì có cái mình đã nhận 2-3 ngày rồi, nhưng mà hiện tại thì vẫn còn hai người nữa. Mình đang chờ.
thì cái phần về sau đó thì mình sẽ gặp Nga mình trao sau, nhưng mình vẫn sẽ thông báo để cho tất cả các cô chú anh chị biết là cái số tiền mình gửi cho Nga thì đã được trao tận tay, chứ nó không có thất lạc cái đâu cả, nên là cô chú anh chị yên tâm cái công việc là cái tấm lòng của mình gửi đi sẽ được trao đến tận nơi. Đấy, cố gắng nha Nga. Anh thấy bảo tối qua ngủ ngon rồi cũng là yên tâm rồi, chỉ sợ là lo lắng quá, tại vì em có nói là mấy ngày trước suy nghĩ nhiều lắm ngủ không được. Hôm qua anh mua chả cá về nấu món gì? Dạ, làm canh ăn. Làm canh ăn hả? Ăn à, ăn bánh chưa? Ăn bánh anh gửi chưa? Dạ chưa. Chưa ăn hả? Rồi ăn trời đi. Ơi, bánh, em cột cột cho mất. Bánh miền Bắc đem vào mà hôm nay chưa ăn thì hôm nay nó hư hết thì còn gì cô? Dạ, chưa. Chưa, chưa ăn nhưng mà còn chắc chừng hai cái à. Chưa ăn mà còn hai cái hả? À. À, có một chị đó là tâm lý, chị biết hôm nay là Nga sẽ tiếp nhiều người nên là chị mua kẹo để cho thanh cổ họng. À, em cảm ơn chị nha, chị ra ủng hộ Nga hả chị? Dạ, à, dạ cảm ơn chị. Dạ, dạ, dạ em cảm ơn chị nhiều ạ. Chị ra ủng hộ Nga các bạn ạ, và mua kẹo cho Nga đúng không? Cái mà Diễm cảm thấy rất là ưng ở Hùng ở cái điểm là hôm nay thì khi mà anh tới Hùng nói với khách là em mới lên đây bán cho mấy anh chị, có gì đi ngang đây ủng hộ em. À, à, hết rồi, cái mâm hết rồi. Năm bịch của em mua ấy là chưa được dịch giao nữa nha. À, đấy. Không sợ đâu, khách đông mà. Khách đông rồi. Đấy, thấy Nga cười rất là tươi nhưng mà vẫn còn rất là hồi hộp đó các bạn. Lên một cái môi trường mới mà. Nhưng mà với cái tinh thần, cái tình yêu của mọi người động viên Nga rất là nhiều như này thì mình nghĩ là sẽ sớm trôi qua sự lo lắng và mình sẽ tiến vào cái giai đoạn là buôn bán ổn định và cuộc sống nó đỡ vất vả hơn. Thì nếu như mà bạn nào đang xem cái đoạn này thì mình cũng chia sẻ thêm. Như trong đầu clip mình có nói rồi, hôm nay là ngày đầu tiên nên là để Nga ngồi đây để cho mọi người dễ thấy, nhưng mà về sau thì sẽ ngồi vào trong kia để cho nó gọn gàng hơn. Và thứ hai nữa là mưa thì cũng vào trong luôn. Ngoài khách đi đường mua thì còn có khách ở trong nhà hàng nữa, anh Đông cũng sẽ đưa cái món cà tím này vào menu. Thì khách gọi bao nhiêu thì sẽ trả tiền lại cho Nga bấy nhiêu, chứ anh Đông không có lấy tiền của Nga. Đấy, chị khách này chị mua ủng hộ kìa. Đó, ngày đầu tiên hết nha. Chúc mừng Nga nha, gọt bịch nào hết bịch đó. Đấy, bây giờ là có cái dáng ngồi của Nga này, không biết làm sao mà sửa được. Có rất nhiều người comment nói là em ngồi như này thì sau này nó sẽ bị về cái vấn đề lưng á. Thì không biết là có cái cách nào không? Nga đã suy nghĩ đến vấn đề này chưa? Chưa hả? Cái đặc điểm của cái nghề này nó là vậy các bạn ạ, cứ phải ngồi nghiêng như vậy thì mới gọt được. À, cô chào hả? Đang đông khách quá các bạn ạ. Rồi, bây giờ là chào Nga nha. Để mình sang mình trò chuyện với Hùng và mẹ chồng Nga một xíu rồi mình kết thúc clip. Cũng khá là đông khách các bạn ơi. Ở phía trên này là vòng xoay Phù Đổng này các bạn này. Bên này là quán cà phê Starbucks của khách sạn, ngay chỗ đằng sau cái khách sạn New World. Địa chỉ đây là 26 đường Nguyễn Thị Nghĩa, ngay cái vựa hải sản đặc sản Mờ Lớt này. Đây. Con chào cô. Con hôm nay cái ngày đầu tiên Nga bán thì cũng muốn xin phép trò chuyện với cô một xíu á. Thì không biết là hôm nay Nga lên đây bán ngày đầu tiên như vậy thì cô có cái suy nghĩ gì muốn chia sẻ để quý vị khán giả biết không ạ? Trước tiên là rất là vui à. Nga, vợ chồng Nga có chỗ để buôn bán, không có phải chạy công an đồ á, cũng ổn định. Trời mưa cũng che dù rồi cũng được. Bán ở chỗ cũ thì trời mưa là nghỉ bán, trời mưa lò đường hết đâu có che dù được. Dạ. Với công an tới thì nhiều khi đang lộn cà công an tới rồi để bỏ cái bếp đó lo bưng cái mâm chạy à, thấy cũng thấy tội. Dạ. Nhưng mà đối với riêng cô thì hôm nay lên đây ngồi cái chỗ này phụ giúp Nga ngày đầu tiên thì cô cảm nhận như thế nào về cái chỗ này? Cô thấy cái quyết định mà Nga lên đây rồi cái chỗ này nó như thế nào cô? Lên đây bán là rất là đúng, tại vì chỗ này hay được đi á, bán ăn cũng được. Dạ. Cô có cảm nhận gì về cái tình cảm của mọi người dành cho Nga không? À, có rất cảm ơn những người coi trên cộng đồng thấy vậy ủng hộ cho vợ chồng nó. Dạ. Cũng cảm ơn. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Để cho cô tập trung gọt cho Nga bán. Như vậy là mình hỏi sơ sơ một xíu thôi, tại vì mọi người công việc cũng khá là bận rộn, cũng không hỏi nhiều đâu các bạn ạ. Tại vì một phần nữa là mình cũng quay khá là nhiều về gia đình Nga rồi trong những ngày vừa qua.
tại vì là mọi người cũng quan tâm rất là lớn. Thì hôm nay Nga lên đây thì cũng một phần là cái sự chia sẻ của anh Đông, chủ nhà hàng. Thứ hai nữa là đặc biệt là cái sự quan tâm rất là lớn của cộng đồng mạng. Nhờ đó mà Nga mới có được cái chỗ buôn bán như ngày hôm nay. Đây, Hùng vẫn đang phụ vợ đây. Đấy. Cà nướng rất là ngon nha các bạn. Khi mà nướng lên rồi thì cái màu tím này này, nó sẽ đổi thành cái màu tím xanh xanh này, rất là đẹp các bạn ạ. Đấy. Hùng ơi, hôm nay lên phụ vợ được lâu không? Dạ, em phụ cả ngày luôn rồi. Cả ngày luôn đúng không? Tí nữa mẹ về. Tí mẹ về. Thì hôm nay lên đây ngày đầu tiên rồi. Thì Hùng có thể chia sẻ là cái cảm nhận ban đầu của em khi mà lên cái chỗ mới như thế nào không? Vui à, vui rất à. Vui. Rất vui. Tại em thấy những mấy người coi trên YouTube á, người ta cũng kêu em lên đây bán, nhưng mà em lên thấy nhiều người ủng hộ em vui mà. Khi mà nhận được cái lời đề nghị cách đây khoảng một tuần á, thì dạ, sau đó em về em suy nghĩ có đắn đo nhiều không? Dạ có chứ, em một nửa muốn đi, một nửa không muốn đi. Tại sao lại như vậy? Tại em một phần là cái chỗ đó em bán cũng quen rồi, với chỗ lạ em cũng không biết có bán được hay không, nhưng mà mình đi thử. Mình đi thử. Đi thử mà lên đây thấy bán được em cũng mừng, em cũng vui. Mình đâu mất cái gì, như anh chị đã chia sẻ rồi, ở đây không ai lấy của vợ chồng em cái gì cả. Và đặc biệt là luôn phía sau này có anh Đông và tất cả các nhân viên của nhà hàng luôn hỗ trợ em rất là nhiệt tình. Ví dụ như nói là mưa thì có cho dù, cơm thì chiều em có thể vào đây ăn cơm luôn. Thứ hai nữa là nắng mưa, rồi thậm chí là từ cái ly trà đá cũng mang ở đây rồi. Túm lại là mọi người quan tâm đến vợ chồng em rất là nhiều. Thì hy vọng là em sẽ luôn cố gắng nỗ lực vươn lên. Thì lên cái chỗ mới này rồi thì mong rằng cái cuộc sống của em nó sẽ tốt hơn. Và em á, đặc biệt là em là chủ gia đình á, mặc dù cái tay mình nó hơi yếu rồi, nhưng mà phải là cái chỗ dựa cho vợ về tinh thần. Cái sức lực của mình thì nó hơi yếu, nhưng mà nếu như cô chú qua anh chị nào qua theo dõi nhiều thì biết là Hùng rất là yêu thương vợ, vợ là số 1. Thì cái đó anh cũng rất là mừng. Để mong là em sẽ luôn cố gắng vươn lên hơn nữa. Với cái chỗ mới này em đừng có lung lay. Tại vì theo mình biết á, có nhiều người gọi điện cho Hùng nói là đừng có nghe lời anh Dũng, đừng có nghe lời chị Diễm suối bậy này kia. Nhưng thực tế anh chị đâu lấy của em cái gì đúng không? Thì hôm nay lên đây là em thấy là quyết định như thế nào? Quá đúng. Quá đúng đúng không? Thì em rất vui. Cố gắng nha. Đó, thì em ra phụ vợ đi, trò chuyện như vậy cũng tạm đủ rồi. Để cho Hùng còn buôn bán nữa. Đấy, rất là nhiều người tới. À, các bạn ơi, nãy rất là may, nãy giờ mình hơi lo lắng một xíu. Mình đang quay Hùng thì tự nhiên hết pin, mình không để ý máy quay. Thế là mình nãy giờ mình kiểm tra thì rất là may, khi mà cái đoạn mình trò chuyện với Hùng á thì nó cũng đầy đủ. Hùng vừa bước lại kia là máy mình tắt luôn. Nãy giờ mình không để ý, mừng quá. Mình chỉ sợ là nó bị gián đoạn cái đoạn nào đó. Tại vì cảm xúc thì nó chỉ trôi qua một cái thời điểm mà đó thôi. Khi mà mình quay lại thì nó không hay nữa. Nhưng mà thực sự thông qua cái clip này mình cũng phải chia sẻ rất là cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã luôn động viên, ủng hộ chị em Nga Duyên và vợ chồng Hùng Nga. Thì nhờ tất cả cái sự yêu thương của cô chú anh chị mà Nga và Hùng và Duyên thì mới có được cái ngày hôm nay, được mọi người quan tâm hơn, cuộc sống đỡ vất vả hơn. Đặc biệt là trong cái thời buổi khó khăn như thế này, cái dịch bệnh nó hoành hành, kinh tế rất là khó khăn, nhưng mà nhiều người đã gửi tiền về để phụ giúp cho cái cuộc sống của gia đình Nga trong thời gian vừa qua. Thì mình tới thời điểm hiện tại mình đã nhận được 3 đợt tiền rồi, thì chỉ còn 1-2 người nữa đang gửi. Thì mình lúc nãy mình có nói mình đang chờ, thì sau đó mình nhận nốt cái số tiền này mình sẽ trao luôn. Thì tất cả được rõ ràng công khai nên lên kênh YouTube của mình. Nên là nếu cô chú anh chị nào có quan tâm yêu thương thì theo dõi trên kênh YouTube Phạm Dũng thì đã biết cái số tiền đã được chia sẻ tới nơi. Thì hôm nay các bạn nhìn thấy đó, khách vào mua và làm ra cả tím đến đâu thì bán hết đến đó. Mình cũng rất là mừng. Thì hôm nay mình chỉ thực hiện clip này ngắn như vậy thôi. Thì anh Đông nãy cũng có ra chia sẻ với mọi người rồi. Thì có thể là anh thấy nhiều người quay quá, anh cũng hơi ngại các bạn ạ. Anh không quen với nhiều máy quay như thế này. Nhưng mà mình đã có trò chuyện với anh Đông trước khi cả Nga tới nữa. Thì anh Đông đã dặn dò rất là kỹ mọi người phải hỗ trợ tối đa và tận tình chu đáo với cái việc bán cả tím của Nga và Duyên ở đây. Nên là tất cả những cô chú anh chị mà đã động viên để cho Nga và Hùng lên đây bán thì yên tâm là mọi người không có bỏ rơi Nga và Hùng. Lên đây còn nhận được rất nhiều sự hỗ trợ khác nữa. Và hy vọng trong thời gian tới thì mọi người vẫn luôn yêu quý. Nếu như anh chị nào ở Sài Gòn này có thể ghé số 26 đường Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1 từ lúc 2 giờ chiều tới khoảng 8 giờ tối để ủng hộ vợ chồng Nga Duyên một bịch cà tím nha. Chỉ có 20 ngàn thôi. Đây địa chỉ đây. Đó, thì anh Đông cũng chia sẻ là khách vào đây ăn hải sản thì cũng có thể kêu cà tím lên.
và cái số lượng mà khách kêu đó thì họ mua bao nhiêu anh Đông sẽ trả tiền lại cho Nga bấy nhiêu, chứ không có lấy tiền Nga. Mọi người cũng có thể tới đây ăn hải sản luôn nha, đặc biệt là tôm hùm á, tươi sống nhưng mà chỉ có 150.000 một con thôi. Bây giờ mình ra đằng trước mình quay một xíu nữa và mình kết thúc clip. Hy vọng là với cái sự yêu thương rất lớn của mọi người như này thì Nga và Hùng sẽ có động lực tốt hơn để buôn bán. Đấy. Bây giờ thì mình xin được phép kết thúc clip ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video ngày nay rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo nha. Mình chia sẻ thêm một xíu nữa, vừa rồi mình có ra Bắc thì mình thực hiện một số clip, trong đó có hai clip rất là quan trọng nhất trong chuyến đi của mình thì mình chưa có up lên. Trong vài ngày tới khi mà mình lo xong công việc của Nga, những cái nội dung của Nga mình đưa lên xong hết rồi thì mình mới up cái clip về cái chuyến đi đó lên, để hy vọng là tất cả các cô chú anh chị sẽ đón xem và có thể giúp đỡ được những cái nhân vật mà mình quay trong cái chuyến đi vừa rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo của mình nha. Nãy đang định kết thúc clip các bạn ơi, anh Đông ra rồi. Chào Bông. Bông hứa là bán cà tiếp. Đây là chị hứa bán cà phụ. Bông hôm bữa là nhiều người hỏi thông tin liên hệ lắm. Dạ mọi người cứ mua cà đi, nhớ mua hải sản của quán em đó nha anh chị. Hải sản của quán em là quán gì? Dạ, đặc sản Blood ạ. Đặc sản Blood. Anh Đông ơi, dạ. Nãy em định trò chuyện với anh nhưng em thấy bảo anh ngại máy quay quá nên là thôi bây giờ anh ra đây rồi em cũng xin hỏi thêm một chút. Thì hôm nay anh thấy là Nga đã lên đây rồi thì không biết là cái cảm xúc của anh như thế nào trong những ngày qua. Mình nói là cầu trời đừng có mưa ha, là mình rất là ngại mưa tại vì nghe là cái cao điểm của mùa mưa. Mình cũng có trang bị hỗ trợ dù nhưng mà mưa thì sẽ ảnh hưởng lắm. Rồi cái nữa là cũng hy vọng là sẽ hỗ trợ cho bạn ngồi bán lâu dài và yên ổn được. Rồi hy vọng mọi chuyện nó tốt đẹp. Dạ. Thì có nhiều người mới xem thì cũng không biết là cái lý do mà tại sao anh lại mời Nga lên đây, để anh có thể chia sẻ lại để nhiều người biết hơn không? Thứ nhất giống như mình cũng đã từng nói, mà thứ nhất là đồng cảm. Cái trải qua, mình đã trải qua rất là nhiều rồi. Mười mấy năm mình buôn bán lề đường, dĩa hè, đi tỉnh, rồi làm công ty, nhiều lắm. Đó là sự đồng cảm. Cái thứ hai nữa giống như là mình khả năng mình mà giúp bạn thì mình không tốn gì nhiều, mà giúp bạn cũng giống như là giúp chính mình. Nhất là được nhiều người biết đến, ủng hộ các kiểu. Gần đây là mình đã thấy điều đó rất là rõ, mọi người đến ủng hộ, mọi người đồng cảm, mọi người mến mình hơn. Như đó là mình đã thấy được giá trị rất là nhiều rồi. Đúng rồi, mọi người khen cũng nói là anh Đông rất là tốt, nhưng mà thực ra đó là cái sự đồng cảm của anh Đông đối với Duyên, khi mà Duyên rất là vượt khó Nga với Nga. Đông thì không tự tin nhận định mình là một người tốt, nhưng mà trong cái khả năng có thể của mình thì mình đã như vậy thôi. Mình thấy cũng đâu có tốn nhiều công sức đâu. Dạ. Anh ngồi đây có bị công an đuổi không anh? Ngồi đây có thể là nếu như mà mình tập trung đông quá ảnh hưởng thì bên đô thị họ sẽ nhắc nhở mình. Nhưng mà nếu như vậy thì mình sẽ mời bảo trọng sức vô trong. Tóm lại là mình buôn bán sinh hoạt làm ăn làm sao đừng ảnh hưởng tới cái lối sống của cộng đồng, đừng có ảnh hưởng tới tập thể thì nó sẽ là ok. Anh có dặn nhân viên là hỗ trợ Nga như nào, có thể chia sẻ đấy. Hỗ trợ thì mình có trang bị dù nếu như mà trời mưa. Còn ngoài ra nữa là giống như mình nói là trong buổi chiều thì có sinh hoạt ăn cơm chung á, bếp có nấu cho mọi người đó thì có mời ăn cơm chung. Chứ đỡ nhập khi mới ra không có biết chỗ nào mua cơm, ví dụ vậy. Những cái căn bản nhất mình hỗ trợ được thì mình hỗ trợ. Rồi, cảm ơn anh Đông rất là nhiều nha. Đấy, may quá cũng gặp được anh Đông ở đây các bạn ạ. Nãy mình tưởng là không gặp được rồi. Thì anh Đông chắc là lần đầu tiên anh đối diện với nhiều máy quay như vậy, anh cũng ngại. Thì thực ra là anh vẫn đi ra đi lại ở phía trong phía ngoài này thôi, anh ở trong kia. Thì cứ đi ra đây thì chỉ đạo nhân viên phục vụ Nga hết, nên là các bạn yên tâm nha. Nãy mình cứ tưởng là không gặp được anh Đông cơ. Bông đây. Bông ra mua cà tím à Bông? Dễ thương quá. Thế là đứng đây là được bịch nào là buộc bịch đó luôn hả? Dạ, trời em đi những bữa nay em bật quần cho tiện rồi, bật cái này khó khăn quá. Dễ thương quá. Anh sợ là em đứng đây em nổi hơn cả Nga quá. Thôi em ngại quá, mọi người quá chú ý chị Nga được rồi, người còn giúp đỡ là chị Nga thôi.
Rồi cảm ơn nha, Bông hỗ trợ Nga nhiệt tình nha. Mọi người khi mà xem clip thì cũng rất là quý Bông, nên là hy vọng là mọi người ở đây thì sẽ ủng hộ Nga nhiệt tình. Cảm ơn Bông nha. Bông là chưa có người yêu nha các bạn, chắc chắn luôn đấy. Nên là bạn nào muốn làm quen thì có thể tới đây. Chưa người yêu em. Chưa người yêu, chưa người yêu. Cái mình treo lên trên xe chạy đi bốc được không ạ? Cái mình treo lên trên xe mà chạy xa nhưng mà đi bốc được không? Đấy. Các bạn thông cảm giùm mình nha. Nãy mình có chào kết thúc clip rồi, nhưng mà để cho nó chân thực nhất thì mình kết thúc rồi, nhưng mà bất ngờ anh Đông anh quay trở ra, anh thăm xem là tình hình Nga buôn bán như nào thì mình quay thêm cái đoạn này. Thì bây giờ là chắc chắn là mình kết thúc clip đấy các bạn ơi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này nha. Các bạn ơi, phải nói hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt các bạn ạ. Mình đã chào kết là 2 lần rồi nhưng mình vẫn không thể kết thúc clip được. Tại vì là lúc nãy mình có chào Nga để mình đi tìm bà cụ bán chè chuối 75 tuổi á. Bà cụ được rất là nhiều người yêu quý. Nhưng mà 2 ngày hôm nay mình đi tìm thì không thấy bà đâu. Mình cũng không có ý định vào nhà bà nên mình không có hỏi địa chỉ. Tối hôm nay là mình không biết bà ở đâu mà mình đi tìm 2 ngày các bạn ạ. Thì tìm không được thì mình quay lại đây mình xem là Nga bán xong chưa. Thì thực sự là bây giờ mới gần 5 giờ thôi. Nhưng mà Nga bán gần như là xong rồi các bạn. Chỉ còn có mấy bịch nữa thôi. Nên là mình lại tiếp tục clip này. Nó chưa kết thúc đâu các bạn ơi. Phải nói là hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt khi mà Nga được rất là nhiều người yêu quý. Phải nói là nhiều người tới đây gọi hỏi thăm rồi mua ủng hộ đó các bạn ạ. Hôm nay phải đúng là một cái ngày mà Nga sống trong cái tình yêu thương của mọi người rất là nhiều. Có người tới động viên, có người tới mua, có người mang lò nướng tới, rồi có người tới mời ăn luôn các bạn ạ. Hôm nay đúng là một cái ngày khai trương vui và may mắn của Nga. Nên là bây giờ Nga hết rồi, mình quay để các bạn biết luôn. Mình đã chào kết thúc 2 lần rồi, nhưng mà chắc là lần này là mình dừng clip các bạn ơi. Đấy, Nga bán hết rồi, còn có mấy bịch vậy đó. Và cũng tình cờ luôn, lúc này trời cũng vừa đổ mưa các bạn ạ. Hôm nay Nga vui không Nga? Anh bảo là anh chào kết thúc 2 lần rồi nhưng không kết thúc được. Chưa bao giờ anh quay clip như thế này cả. Đấy, bây giờ còn mấy bịch? 3 bịch, 4 bịch. Thì 4 bịch này thôi để đem vào trong đi. Để mọi người mua cho em. Mưa rồi. Có anh mua rồi hả? Dạ, có anh Việt YouTube. À, vậy là hết rồi đúng không? Chúc mừng em nha. Dạ, em hôm nay em thấy như nào kết thúc một ngày bán rồi? Dạ. Kết thúc một ngày bán rồi em cảm thấy như nào? Dạ, vui. Em có cảm ơn anh Phạm Dũng chưa? Vui thôi. Cảm ơn Phạm Dũng chưa? Không, không, không phải cảm ơn đâu. Cảm ơn anh Phạm Dũng, cũng như mấy anh chị quay YouTube. Mưa thì... đỡ lo, hết lo chưa? Hôm nay bán thuận lợi như vậy là hết lo chưa? Dạ hết rồi. Rồi, cố gắng nha. Dạ. Đấy, hôm nay như này là rất là may mắn và thuận lợi các bạn ơi. Rất là may mắn luôn em ha. Nhà hàng đặc sản Plus thì bây giờ mới là cái giờ bán bắt đầu đông khách, tức là họ đi ăn buổi tối mà các bạn. Nhưng mà tới bây giờ thì Nga đã hết cà rồi. Có nghĩa là tối nay khách ở trong nhà hàng đặc sản Plus sẽ không có cà tím để ăn các bạn ạ. Nhưng đó là tin vui cho Nga thôi. Tại vì hôm nay Nga cũng bán rất là ít, chỉ có khoảng 70-80 kg gì đấy, chưa tới một tạ cà. Thì Nga cũng mang lên kiểu thăm dò đó các bạn. Mang lên ngày đầu tiên thì mang ít thôi, để xem là cái tình hình khách như thế nào. Cũng không ngờ là mọi người yêu quý như vậy. Hôm nay rất nhiều người tới mua số lượng lớn các bạn ạ. Hết rồi, rất là mừng cho Nga. Thì bây giờ thì có một cái anh mời mọi người vào đây ăn các bạn ạ. Nên là mình cũng chưa biết là ai luôn. Mình vừa mới quay trở lại nên mình nghe nói vậy. Dạ. Anh mời vào ăn chung. À dạ dạ, em cảm ơn anh. Dạ. Dạ dạ dạ, được, dạ dạ dạ. Đây, à vậy là anh này đây, anh mời vào mọi người vào ăn các bạn. Anh mua cả tím hết luôn kìa. Không biết anh là ai luôn. Thì bây giờ mình cũng xin được phép kết thúc clip ở đây. Đây là một cái clip rất là đặc biệt các bạn ạ. Mình đã chào lần thứ 3 rồi thì mong là các bạn thông cảm. Khi mà mình luôn muốn có một cái clip nó chân thật nhất. Mình không có cắt ghép hay chỉnh sửa gì để các bạn hiểu rõ được cái câu chuyện. Thì trời vừa mưa lắm các bạn ơi. Phải nói là kết thúc một cái ngày bán vô cùng thuận lợi của Nga. Cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã yêu thương và ủng hộ Nga trong những ngày vừa qua. Và hy vọng trong những ngày sắp tới thì mọi người sẽ luôn yêu quý Nga và Duyên. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo nha.